Đấy, khu vực của nhà ai đây, vườn không nhà trống á. À, cái bác hôm trước quay đây, vẫn nguyên mấy cây đấy. Nguyên mấy cây đấy. À, cóc á. À, của anh à. Bao tiền? Bao tiền? 10 triệu à? Có mỗi quả là 10 triệu à? Cóc à? Giờ này đi đâu mà giờ mới lên? Kiếm ăn ở đâu ấy? À thế à? Giờ lại giàu rồi gì? Quái không? Hai mặt luôn. Thế này mà hai quả là 20 triệu. Đấy. Một quả 10 triệu. Đấy. Cái đứng mà trông không vào không vào vặt mất làm à. Đi qua này cấu cái là 10 triệu kinh nhỉ. Đâu này có những cái gì? Đây có mỗi cây bán hết rồi. Kinh nhỉ. Cả ô tô bán hết. Ờ. Bên này của nhà khác. Ở bên này. Đây là cái cây cái túc này thì bao nhiêu? À cây này là sục. Không phải. Túc túc. Ờ, tím tím. Ừ. Túc này bao tiền? Túc 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Rồi. Hôm nay toàn bán hàng xoan với này với lại cái đấy. Xoan à? Dâu da xoan. Dâu da xoan. Đấy, con này thì bao nhiêu? 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Được. Còn con này. Cây này 1 triệu. 1 triệu. Đấy. Giá rất bình dân. Được cả chùa. Chùa, đấy. Đấy. Chùa Tam Trúc đấy. Lúc nào bán đào hay cái gì đấy nhỉ? Đào hay là mai mai. Mai mai, mai trắng à? Mai trắng. Anh Quý ơi. Đây, cọc, cọc đẹp lắm. Cọc Thái à? Mới ra quả nhiều thế. Chui vào trong cái xem nào. Bán từ đêm qua. Bán từ đêm qua. Ngày trước đi. Đọc số điện thoại cho đọc số đi cho vui, lâu lắm lại quên hết mất rồi. 0912 0912 925 925 563 563. Dương quá. Ấy, có quả kia giá trị lắm mình. Được rồi, quay kỹ lắm. Quay kỹ lắm rồi. Ok, ngồi uống nước tiếp đi. Ôi, tí nữa, xong việc ra. Đang vội lắm. Đấy, dễ này. Có hôm trước có bác nói mình bảo là ăn nói tôn trọng người khác thì có thể là đúng. Các bác nghe thấy nó nhiều lúc có chướng tai, nhưng mà em ở đây ngoài này quen, các bác tiêu táo quen. Các bác mới xem thì hoặc là trong hợp thì thấy vô văn hóa thì cũng cảm nhé. Có được học hành gì nhiều đâu. Cây nhỏ nhỏ, một loạt cây nhỏ nhỏ của các bác đến từ Hà Nam hôm trước ấy. Vẫn nguyên những cây đấy. Chưa thấy bán được mấy. Tôi chưa biết pho cướp vào cái cây nào cho nó yêu thương chút. Bỏ qua cái đấy đi ạ. Cái cây điền này khá hay này. À.
Đấy, biển khá hay. Đây này được đấy. Này được. Giống cây của anh Trương hôm trước phôi ấy, nhưng mà cây này nó trồng ở trên này lâu rồi. Đấy, chắc khá tiền. Khá tiền. Đóng thêm mà đấy, người ta làm rất khéo, đóng một thời gian ăn vào nhau rồi. Ok, để sang chỗ anh Trương nhá. Bây giờ cái chậu em bác kia xuống mua đấy, xem cái dâu tằm anh Trương. Đấy, có cái cây này hay này các bác. Cái cây sắp đi đến này, hay này. Đấy, cô bé xinh đi kìa. Trương cây dâu tằm này hay. À đâu, không phải dâu tằm. Nhìn thử dâu tằm. Không biết có phải tủ đằng hay là cái gì, quên mất tên. Biết cây này nhưng mà không nhớ tên. Có phải tím tủ đằng này không? Tí để hỏi ông Trương thế. Trương đang nghe điện thoại. Là số điện thoại ông Trương. Đang nghe điện thoại. Nhìn xa tưởng nó nhài không phải. À quên, tưởng nhài hoặc là dâu tằm. Lá to to là tưởng dâu tằm cũng không phải. Cái gì? Tử đằng hay cái gì? Không hoa tím. Cái gì đây anh? Cái này cái gì đây? Ơi, cái này là cái gì đấy? Con mai xanh. À, mai xanh. Mai xanh rồi. Đây. Đây là mới nở, nó còn 5 lần, còn 5 cánh to ở trong nữa. Ông đi ngồi đi, ông đi chơi đi, ngắm đi. Nhìn xa tưởng nhài hay là dâu tằm. 16 triệu. Đây lạ đấy nhỉ. Nó còn 5 cánh nữa, 5 cánh to trong hoa tím luôn này. Cái này là vừa Tết đấy nhá. À, vừa Tết rất nhiều lụ đấy. Cái canh nó vừa Tết luôn này. Rất nhiều lụ. Hay đấy nhỉ. Cái này kê cái đồn cao chút nữa. 16 triệu, già nhá. Già đấy. Mai xanh. Không biết là gì. Sao bây giờ mà nói chuyện qua điện thoại. Nay mới biết tên cây này. Để ra anh ông kia ông bảo. Alo. Để ra kia anh lấy cả cái đam chỗ với Trương. Vâng, chị cứ ra đây xem cây. Dạ dạ. Vâng. Lạ đấy. Mà hoa nhiều đấy, thấy hoa nhiều. Bán ngon đúng hết. Anh đi bán ở chợ Viêm một con. Màu kia ông thích, màu nó thì đồ. Hôm nay có mấy cây thì có cây này đẹp nhất. À, hay đấy nhỉ. Cái này canh, con này hoa
hoa nào sau nó làm một lứa nó buông cũng đẹp đấy nhỉ. Cái này nó ra mấy lớp hoa và hoa ra dài như chùm một vừng đấy, nó đang nở chị ạ. Chỗ chỗ bà mừng ý chị nhá, em để đấy. Và mừng hôm chị mua cái cần thăng ấy đấy. Chứ ra đây thì lại ngại lắm. Vâng vâng. À vâng vâng vâng. À có thấy đây rồi. Đấy. Rồi. Ok. Đâu đi xong ấy. Vâng. Cứ để anh em đi ngắm đi đã. Xong rồi. Đấy, lấy mẹ cả chậu cho nó sạch không lấy. Mấy... Ok các bác. Để quay mấy cây chưa? Thêm của anh Trương này. Đồng vườn. Đấy, ông xem mình mà ông có biết mình không? Trương, đây là Trương. Rồi có cây mai xanh. Cái này bao nhiêu anh Trương? Cái gì đấy nhỉ? Mai xanh cho con 12. 12. 12 triệu. Và đây con bạn hoa lồng. Cái cây này sáng nhổ cây gì ra đấy? Một xe phôi, phôi hôm trước ấy. À. Phôi hôm trước mà anh chồng con chậu này cắt đi sửa đây để anh lại lấy, anh vẫn lấy bình để đè ra lấy. Chậu ra lươn thì trồng hay phết. Trước mua mạng anh em chở chuyển ở đây mấy chậu. À đây còn xi rồi. Múc cổ xanh thân này. Xi cổ. Rồi. Dạ. Lâu lắm mới gặp. Đấy lúc này phải xin nghỉ. Trốn mãi mới được. Đấy trốn mãi. Đấy, gặp không nghỉ đáng mà. Không phải trốn. Rồi lấy xanh cổ. À đâu? Đâu ra xem tí nhỉ. À cái đấy em biết. Kia kia cái đấy hôm em vào từ nhà xem có biết. Lâu lắm anh Hải anh mình già nhớ anh em phết đấy. Chân vệ khá là hay, bé nhưng chân vệ hay. Chậu lại cũng đẹp, chậu sạch. Ngân bộ này nó cũng hợp lý, hợp lý. À. Anh ấy cứ ra là anh lại được múc cây. Mình thì chuyên được chuyên không. Để ra thăm anh Trường tiếp đấy bác nhá.